Tinh Hoa Đạo Đời xin kính chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình xin gửi đến cả nhà bài pháp Thương trước chớ đừng thương sau. Có những người khi cha mẹ còn sống thì không mấy khi quan tâm, chăm sóc, nhiều khi còn bất hiếu, nhưng khi cha mẹ ra đi thì gào khóc rất to, khóc rất nhiều, khóc lăn lóc, khóc thảm thiết. Vì sao vậy? Có mấy trường hợp sau đây. 1. Khóc giả vờ. Họ chỉ khóc cho họ, khóc để thể hiện với mọi người rằng tôi rất thương ba mẹ tôi là đứa con hiếu thảo. Họ khóc không vì tiếc thương mà khóc vì tiếng thương, tức lấy tiếng cho mình. Vì vô minh nên họ lừa dối mọi người, lừa dối bản thân. Không biết làm như vậy là tự làm khổ mình, làm xấu mình nên họ đáng thương hơn là đáng trách. 2. Khóc hối hận vì họ thương sau. Khi cha mẹ còn sống thì họ hờ hững, thiếu quan tâm, thường làm cha mẹ buồn phiền. Họ cứ nghĩ rằng cha mẹ mình sẽ còn sống lâu, chờ khi nào có tiền, có điều kiện thì sẽ lo. Họ cứ hứa hẹn lần nữa như vậy mãi. Cho nên khi cha mẹ ra đi thì họ thấy mình có lỗi, thấy hối tiếc, họ hối hận, họ cảm thấy mình mắc nợ. Có người tỉnh ngộ thay đổi nhưng đã quá muộn, không còn cơ hội làm lại. Còn có người thì chỉ động lòng trắc ẩn một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đấy. Người thế gian có câu non sông dễ đổi bản tính khó rời, còn theo giáo lý nhà Phật thì nghiệp lực vô minh sâu dày. Ở đây là chết rồi mới thương nên gọi là thương sau. 3. Khóc vì ái kiết sử. Trường hợp này có hiếu với ba mẹ lúc ba mẹ còn sống. Do không chấp nhận sự vô thường nên do họ bị ái kiết sử trói buộc nên khi ba mẹ ra đi thì họ luyến tiếc, khổ đau. Những người này là người tốt nhưng họ lại không biết thương mình nên tự làm khổ chính mình. Do vậy, Đức Phật khuyên không nên khóc lóc khổ đau, phải chấp nhận sự thật, chấp nhận sự khốc liệt của tạo hóa là quy luật vô thường duyên hợp, duyên tan. Còn người thế gian thì khuyên đừng khóc để họ ra đi cho thanh thản. Còn thương trước là thế nào? Những người này có tinh thần trách nhiệm, có tính tự chủ cao, sống thực tế. Họ chịu thương chịu khó chăm lo cho cha mẹ khi bệnh tật ốm đau, không làm cha mẹ buồn phiền lo lắng vì mình, cho nên khi ba mẹ ra đi họ ít khi khóc. Họ không khóc thể hiện mà âm thầm sắp xếp hậu sự tăng gia trọn vẹn, có chăng là nuốt nước mắt vào trong. Họ cũng không đau khổ nhiều vì họ chấp nhận sự thật. Họ ít có nuối tiếc vì đã làm những việc cần làm. Vậy cho nên hãy thương trước chớ đừng thương sau. Vì thương trước là hạnh phúc, còn thương sau là hối tiếc, khổ đau. Thương trước tốt nhất và cũng là cách trả ơn tốt nhất, như lời Đức Phật khuyên là đưa cha mẹ đến với ánh sáng chân lý. Đưa cha mẹ vào sống trong từ trường thiện pháp, cha mẹ được sống những ngày cuối đời an vui trong thiện pháp. Vậy Đức Phật dạy làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha như sau. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm vậy suốt 100 năm cho đến 100 tuổi. Nếu đấm bóp, thoa sức, tắm rửa, xoa gội và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện như vậy cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực trên quả đất lớn với 7 báu này, như vậy cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Nhưng, này các tỳ kheo, đối với mẹ cha không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào lòng tin. Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới. Đối với mẹ cha san tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí. Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha. Trích Kinh Tăng Chi Bộ 01, chương 2, Phẩm Tâm Thăng Bằng, Phần Đất, trang 119. Vĩnh Quảng. Kính ghi và sẻ chia. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe, luôn ủng hộ, sẻ chia, để lại bình luận và đăng ký kênh để luôn nhận được những video mới nhất. Kính chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin hết.